subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើឆានែលសេវ័តទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃទីបំផុតអវកាស TESS បានបញ្ចេញស្នាដៃដំបូងហើយនោះគឺរកឃើញភពថ្មីៗទៀតកែវយ៉ាត់អវកាស TESS ត្រូវបានអង្គការ NASA ប្រកាសឲ្យដឹងថាបានធ្វើការរកឃើញជាលើកដំបូងនៅភពអេលៀនចំនួន2បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានបាញ់បង្ហោះឡើងទីអវកាសកាលពីខែ5ខែមុននេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន Channel New Asian នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះកែវយ៉ាត់ TESS បានបង្កើតរបបកំហើញជាលើកដំបូងរបស់វា ក៏ចាប់តាំងពីការបាញ់បង្ហោះការពីខែមេសាតាមរយៈការឆ្លោះរកឃើញភពSuper H មួយនិងភពHot S មួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយយ៉ាងឆ្ងាយពីយើងផងដែរភពSuper H ខាងលើមានទំហំធំជាងផែនដី4ទៅ5ដងនិងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ760 ឆ្នាំនៃពន្លឺពីផែនដីខណៈដែលភពHot X ដែលមានទំហំធំជាងភពផែនដីរបស់យើងតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះមានទីតាំងនៅឆ្ងាយនៅចម្ងាយ49ឆ្នាំពន្លឺនៃភពពីភពផែនដីយើងចម្ងាយមួយឆ្នាំនៃពន្លឺគឺស្មើនឹង9.96100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 0
Nhi trâu bàn kê chưa chạy tha miên cầm long cô chó nơi giang kia nâng cài mê rộ bò khlăng. Chỉ hai thua ao miên bộ vía miên sự toàn ạp hiếp đài khlăng nâng bộ miên lật tập hiếp trò trông chì vật nông tùm rong na môi lời. Được chứ nế ai nhị dây bàn tha vía con ta chìa lật tập hò thamay đài miên bằng hánh ông phí sẽ cầm một hiếp rộ bò chi ESS tại phần đó. Bác cua chùm riêp đá tha chi ESS cũng phong thật khổng ca bổng phênh phê sở cả cam rồi dạ phê phí chứ nắm. Đã bây tam rộng mơ phục nhiên nia nơi krai bổ bòn bẻ tất. Khả nạ đai rộ bò cũng hơn nơi phục tàng phí khẳng lớn ní. Bàn cao miên lãng chạp chiên kế cứ chạp chiên ca rộng phân tốc. Cứ đó xa tại vì tớp tại bàn chạp đá ấm bổ tập bạc cá chi phơi ca tại phần đó. Bác chú bùa phục alien tăng phí này cứ mình miền ở vậy đại ai ao chi vật rung nơi bàn tê bùa miền cũng đại khăn chẳng mình ai trò trung chi vật ở vậy bàn ở mùi nơi tê. Bạn tăng phí này chẳng áo xe vật của số mình chọc đại ác bọn mình trăm phần ít và số mọc khốn phí mà tên ổn đại tạm đại tạm phí nào tất chọc phong đại số mọc khốn số chú rượm đi ạ.